điển Merriam-Webster đã bình chọn gaslighting là từ của năm 2022. Em hoàn toàn giải quyết được chuyện đó và mối quan hệ, nghe chưa? Xử lý cái chuyện đó đi. Đừng chỉ em làm gì không, nội bộ rất là tốt, em chăm sóc nội bộ rất là tốt. Một người nhân sự quyền lực, một người nhân sự có năng lực là người nhân sự phải có gì, phải cân bằng được những gì, chuyển sang để cân bằng được bên trong bên ngoài nhé. Thưa quý vị, ô nhiễm tiếng ồn được xếp vào dạng ô nhiễm nguy hại thứ hai chỉ sau ô nhiễm không khí. Như là sát nhân, giấu mặt thì ô nhiễm tiếng ồn là một vấn đề rất cần được quan tâm, nhất là tại các đô thị hiện nay. Dù gây ra tác hại cho sức khỏe của cộng đồng, thế nhưng ô nhiễm tiếng ồn lại ít được sự quan tâm hơn so với các loại ô nhiễm khác. Còn gần đây nhất đã xảy ra cuộc đại chiến karaoke, còn tại nhiều nơi thì người dân vẫn đang bị tra tấn bằng tiếng ồn, dẫn tới khá nhiều vụ ẩu đả vì tiếng ồn đã diễn ra hàng ngày trên cả nước. Đâu biết rằng chúng ta hôm nay xa rời, chắc những anh sẽ chẳng vẫn thương nhìn mình để làm gì. Nói với lòng chúng ta vẫn chưa chẳng thầm đi, nên thôi ta cứ thế điểm ly. Dù rằng nơi có khi yêu chúng ta bên nhau chẳng thể xa đi. Ai yêu ai bằng ai, chẳng làm anh đã buông tay trong khi em vẫn còn yêu ai. Sao anh qua nhẫn tâm, nói em một lời trước khi xa rời. Để em thôi một hiền những đêm trời vơi, đến đâu mang một đời có ai thấu hiểu. Chỉ mong khi gặp lại đã quên được rồi. Nói với anh rồi xin lỗi em sai rồi. Chẳng nhau đâu một mình cũng sẽ quên thôi. Bây giờ chương trình từ thiện của chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên ấp 4 mã ra Trị An trong vòng khoảng tầm độ 2 tiếng. Chuyến xe yêu thương của chúng ta bắt đầu. Mình cùng nhau khám phá những miền đất mới. Mình cùng nhau rẽ lối đi khắp phương trời. Nó là một cái sự đó là nó tỏa cái tinh thần là thực hiện của các anh chị đang để hỗ trợ cho một khu vực. Các anh đừng có mà dối lòng nha. Quan trọng là các anh chọn cái gì mà các anh cảm thấy thoải mái mà thôi. Thì đây là một cái bài quiz nho nhỏ thôi, cái bài quiz nho nhỏ. Nó sẽ đại diện cho cái tư tưởng của các anh chị khi mà các anh chị làm về hình ảnh đó của các anh chị. Giữa hai bức hình, các anh chị thấy một bức hình rất là đẹp và giữa một bức hình tuy không đẹp nhưng lại rất đầy đủ nội dung. Mà thật ra định nghĩa như thế nào là đẹp thì không định nghĩa được, thì không định nghĩa được. Nhưng mà đa phần những người mà họ mua hàng hoặc là những người mà họ quyết định, tức là cái hành vi của họ sẽ quyết định mua hàng hoặc để lại thông tin trên những cái form điện hoặc ấn gọi điện cho các anh chị đều đến từ những bức ảnh gần như nhanh chị nha, đều đến từ những bức ảnh phù hợp. Các bạn, tôi là Trần Nhật Cường, tôi là CEO Kim Phát Kim Thành, là một doanh nghiệp đã hoạt động như là Kim Hoàng khoảng 20 năm trở lại đây. Với dân, với trong ngôn của chúng tôi là mang lại những điều tốt đẹp cho khách hàng từ sản phẩm dịch vụ và mẫu mã thông qua từng giai đoạn. Thì trong năm 2022 vừa qua thì Kim Phát Thành nói chung, với lần nói riêng và toàn bộ doanh nghiệp Tân Quốc nói riêng nói chung thì đã trải qua rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự đồng hành của Brand Trader đã đưa sản phẩm của chúng tôi đến với khách hàng nhanh hơn, tốt hơn và hiệu quả hơn. Thì không biết nói gì hơn, thay mặt Kim Phát Kim Thành và toàn bộ cái bộ công nhân viên thì chúng tôi xin chúc tất cả các khách hàng và toàn bộ các đơn vị đồng hành chúng tôi nói chung và đơn vị Predator nói riêng một cái Tết ấm no hạnh phúc, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Hy vọng là chúng ta sẽ có một mục tiêu chung và đi cùng với nhau trên một đoạn đường rất dài. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Phòng khám Đông Y Tâm An, đơn vị phòng khám chuyên điều trị về các bệnh lý về cơ xương khớp, thần kinh cột sống. Với các phương pháp của phòng khám y học cổ truyền Tâm An thì kết hợp giữa chăm cứu, bấm huyệt cùng các máy móc vật lý trị liệu để hỗ trợ làm sao cho bệnh nhân của mình có được cái hiệu quả tốt nhất trong công tác điều trị bệnh lý. Quá trình mà để đưa phòng khám Tâm An đến với khách hàng thì hai các đơn vị của Predator đã nhiệt tình hỗ trợ phòng khám mang đến dịch vụ sức khỏe tại phòng khám đến với mọi người trong sức khỏe công ty. Đại diện phòng khám cũng có thể y bác sĩ của phòng khám gửi đến một lời chúc Tết đến với phòng tại bệnh nhân.
và ăn cắt. Ở những việc năm mới thì Dương xin kính chúc Prince Peter sẽ có nhiều khách hàng hơn trong năm sau, cũng như là Dương xin kính chúc đội ngũ của Prince Peter được vô gia sức khỏe. Năm mới mình xin chúc mọi người nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Một năm thành công, may mắn và nhiều niềm vui hen. Nhân dịp Tết đến xuân về, anh cũng xin cảm ơn những đồng nghiệp bao gồm là admin, design và kể cả bên content đã hỗ trợ anh cũng như là các quý khách hàng để mà có một cái chiến dịch quảng cáo nó tốt đẹp hơn. Thì nhân dịp đây, Tết đến đời, anh cũng chúc mọi người có một năm mới tràn đầy sức sống, sung túc, an khang, thịnh vượng và làm ăn phát tài. Chào mọi người. Thì hôm nay mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Brand Peter và các anh chị khách hàng học viên đã cùng đồng hành và gắn bó với trong suốt thời gian qua. Cuối năm mình xin kính chúc mọi người có một năm mới bình an và nhiều sức khỏe. Nhân dịp năm mới này thì mình chúc mọi người như là quý khách hàng và các bạn học viên của Brand Peter một năm mới là an khang thịnh vượng, cát tường vạn sự như ý. Năm mới thì anh xin chúc cho Brand và các chị, chúc cho tất cả mọi người sẽ có một việc làm lại hơn, kinh tế và nhiều trong năm mới. Happy New Year. Rất là cảm ơn Brand Peter và các đồng nghiệp trong hiện qua đã hỗ trợ mình trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Thì nhân dịp năm mới thì chúc Brand Peter ngày càng phát triển và chúc các đồng nghiệp và các khách hàng đang coi tiết này có một năm mới thật là nhiều tiền và có làm được những điều mình muốn. Happy New Year. Nhân dịp Tết đến xuân về thì mình cũng xin chúc tất cả các học viên và khách hàng mà mình đang hỗ trợ nói riêng và Brand Peter đang hỗ trợ nói chung một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Xin chào tất cả mọi người. Nhân dịp năm mới mình xin kính chúc quý khách hàng, đối tác, đặc biệt là các học viên mà chỉ lên hỗ trợ thì có một năm mới đang càng thịnh vượng và sự như ý. Happy New Year. Một năm nữa đã qua và năm mới đã tới. Hoàng đại diện cho Brand Peter Việt Nam chúc cho tất cả các khách hàng của Brand, tất cả các học viên sẽ luôn có được một năm mới hạnh phúc, an hòa và an bình trên mọi phương diện cuộc sống. Bên cạnh đó thì cũng sẽ thuận lợi trong công việc và kinh doanh. Và dĩ nhiên để đạt được những cái điều đó, sức khỏe là cái quan trọng nhất. Chúc cho tất cả mọi người tại công việc này sẽ luôn có một sức khỏe dồi dào, sẽ luôn có một tinh thần khỏe mạnh để đạt được và gặt hái được tất cả rất nhiều thành công ở phía trước. Happy New Year. Hello mọi người, mình là Duyên, trên bạn người nhưng phía dưới một người. Hiện đang là HA của Brand Peter Việt Nam. Mình đã gia nhập nơi nhà chung hơn nửa chặng 2022. Nhưng cũng chắc là vì cái duyên cái nợ nên mình đã đồng hành cùng với Brand cho đến nay. Cảm ơn tất cả mọi người vì mọi người là một trong những lý do để mỗi sáng mình đều muốn thức dậy để đi làm. Cảm ơn quý khách hàng, quý học viên đã tin tưởng và lựa chọn Brand giữa hàng ngàn những lựa chọn ngoài kia. Mong rằng là những năm sau và những năm sau nữa, Brand vẫn sẽ hân hạnh được đồng hành với các anh chị. Không là một ô sin bạc tham cũng như là một quản gia full tham của cả nhà Brand, mình xin cảm ơn đến đội ngũ vì những đóng góp trong suốt thời gian vừa qua. Mặc cho có giông bão hay là nắng vàng thì đến hôm nay những con người ngồi tại đây vẫn đang cặm cụi đồng hành cùng với nhau. Công ty dù có phát triển, dù có những nhân viên tài năng xuất chúng như tụi em đi nữa, nhưng mà nếu thiếu đầu tàu dẫn dắt cũng không thể phát triển trong suốt 6 năm vừa qua. Cảm ơn anh Lê Hoàng, người anh cả đã miệt mài tận tụy vì Brand. Chúc tất cả mọi người một năm mới tấn tài tấn lộc tấn bình an. Happy New Year. Hiện giờ đang là CEO cao của Brand Peter Việt Nam. Cũng đã qua một năm rồi, anh đồng hành hơn 4 năm, vài năm nữa chặng 2022 6 tháng rồi. Một năm làm việc. Happy New Year. Cho mẹ, mẹ ơi, mang tình về cho mẹ, mẹ ơi, mang tình về cho mẹ, về nhà thôi con. This is Studio English. Let me see. What's your name? The black girl. Thư. Bộ phận. Bộ phận. Cao. 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 Ủa. Cao. Mày nói cho hai chữ chưa? Cao. Okay. Kết thúc. Kết thúc. A black girl too. What's your name? Yin. Everyone's thông cảm. And who is it? Black boy. A black boy. What's your name? Thông cảm thông tin. This is C. Đồng chí P. Busy. Kết thúc. Busy. Kết thúc. Oh, the blue guy.
on the right guy. What's your name? My name is Khoa. Bộ phận designer. Gần đây bạn có đang gặp khó khăn gì trong cái công việc designer của bạn không? Sale giao biết ra nghiệm hay không? Không biết sale nào mà có thể ad được coi vậy không? Sale bằng ad người đó tự biết chứ. Ok. Những đứa con đang xa nhà hẹn một mâm cơm chứa chan yêu thương bao năm rồi xa cách ấm áp nơi quê nhà chẳng cần gì hơn được ăn bữa cơm ấm bên gia đình cho ta yêu thì vẫn mà xa xuyết cho ta yêu vì đậm đà tha thiết cho ta yêu thêm bao nhiêu những phút giây mất quê nhà cho ta yêu cuộc chơi đầy ấm áp cho ta yêu một lần và mãi mãi yêu bữa cơm như những bao ngày cách xa hương vị quê nhà như món quà xa xỉ cao lương mỹ vị chẳng bằng chế mắm cay và đó cũng là khi còn vui hơn cả con núi qua nơi bữa cơm nhà luôn chiếm trọn hồn ta và đó cũng là khi con tim vẫn nhìn về một hướng đó cũng là khi đôi chân vẫn bước về một đường Sài Gòn Cần Thơ luôn nằm trong nỗi nhớ bánh xèo hủ tiếu vị quê nhà vẫn còn hàng ơi không chưa rồi ra sao không nói câu nãy đuổi chị được chưa còn phải thêm cái nào nữa nhân dịp Tết đến xuân về thì mình cũng xin chúc tất cả các học viên và khách hàng mà mình đang hỗ trợ nói chung và Rankito đang hỗ trợ nó riêng một em nói lại chỗ Tết đến xuân về nhân dịp Tết đến close the door please khóa chắc đẹp rồi xin chào tất cả mọi người. Mình là gì? Đi rồi mình. Chào mọi người, mình là gì? Đi rồi mình sau năm 16 tháng qua. Vui có, buồn có, cái sự đó nhưng mà chung quy chúng mình đã đồng hành đến năm đến tận bây giờ. Cũng bị một năm cũng vì cũng đã gần hơn một nửa. Trong đây dù có phát triển hay là dù có từ nào đó. Chào xuân của bên ta. Làm việc được với công ty đã khoảng hơn 4 năm rồi. Và mình rất vui vì hôm nay mình vẫn tiếp tục công việc của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã luôn xin chào tất cả mọi người, mình là Liên Khoa, mình là designer của Rankito Việt Nam. Mặc dù chưa thời gian làm việc của mình chưa lâu Việt Nam, mặc dù thời gian hợp tác chưa lâu, nhưng mà kể từ khi không có lớn rồi.
Tết có từng này thì tụi con có lịch đi ăn Tết đi, xong rồi sẽ làm việc ở tại nhà. Là coi như là sẽ bắt đầu dần dần vô cái nguồn nghỉ Tết ăn mặc hay đó con. Đàm lòng với tôi. Dạ. Coi phụng với bà con.